Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xúy cho những hành động xấu hoặc trái với thần phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hả? Sao mà chạy nhanh được? Tôi chạy nhanh thế này. Cái gì vậy? Ôi trời, con này là con gì vậy? Có một chim màu vàng kè vậy, nó không liên quan gì tới mình. Ôi trời ơi, cái gì mà chạy nhanh dữ vậy trời? Ôi là trời, con chim gì vậy trời ơi? Không thể không biết gì chứ trời. Em lại hình dạng giống tụi tôi coi. Hello. Ủa bạn này cũng có hình dạng giống mình đó nè. Á đồ, gây. Tôi là con gà cho đít. Tôi là ống cho siêu tốc độ quay nấp. Tôi là chắc cho có bầu. Chắc cho bố. Gì tên thúi quắc vậy? Tôi quắc gì. Ôi đập. Cùng như cái đầu cái luôn. Ở đây làm gì vui vậy? Ai biết đâu. Ê, mà tính ra cả ba chúng mình đều có tốc độ. Hay là tụi mình thử đua đi. Ủa ok. À không, tôi quyết định này. Không đua đâu, đua thì nhảm chán quá. Chúng ta sẽ chơi trốn tìm siêu tốc. Được rồi, tức là mình sẽ đi trốn thiệt là nhanh. Chỉ đếm 10 giây thôi xong đi trốn luôn. 10 giây kịp không? Kịp, trời ơi, tụi mình là siêu tốc độ mà. Trời ơi, ngu vậy. Ok rồi, nấp mình có tốc độ mà. Ai chuẩn bị, ai úp mặt cho tường đây, ai bị đi. Mày bị chết đi. Thằng nào bự nhất thằng đó bị. Mèo. Nó bự không? Bự quá đấy. Trời luôn, bị đây, đến đi. Đi bị quá. Đi chỗ thôi. Ok, chỗ này hợp lý nè. Bây giờ mình sẽ xây một cái đường đua ở dưới đất gọi là cho nó đua chơi. Trong lúc đó là mình sẽ trốn. Thôi còn 10 giây nữa. Còn 5 giây đó là lẹ phải xây lẹ mới được. Đây chính là chỗ mà mình sẽ dẫn bẫy mấy đứa đi tìm các bạn ơi đó. Cái bẫy của mình sẽ là một cái đường bắt cua siêu có đằng kia. Xong rồi chạy tới đây tụi nó sẽ mê kim cương. Xong rồi tụi nó sẽ lấy kim cương một xíu. Lúc đó là tụi nó sẽ nổ một cái bum. Thôi mà tôi không muốn nói trước đâu, để tụi nó tự tới, tụi nó tự trải nghiệm, một người lắp lại chạy thôi. Chuyện khác chứ, ở đó nũng nổ chết trong người sao. 9, 10. Rồi tụi mày ở đâu? Tao cũng có tốc độ nha, tao tìm được tụi mày ngay lập tức coi. Bên này thế nào? Tụi nó trốn đâu mà kỹ vậy ta? Vậy lòng vòng không thấy nè. Hay là ốp sao tụi đang hố gì đây hả? Vậy tụi nó trốn đây chứ gì. Ấy, ủa cái gì đây? Cái gì mà la ve cả đống vậy? Cái đường gì quằn quằn dưới ta? Vậy ra tụi nó muốn mình phải chạy đua vượt chướng ngại vật cái gì. Ok, người ta sẽ làm một lần luôn nè. Đơn giản vậy mà thằng nào tự đặt cái bẫy gì mà tùm lum ra đường đuôi gì mà dễ ợt à. Ê, ở đây có gì vậy? Sao có kim cương ở đây vậy? À thôi không quan tâm, phải tìm mấy thằng kia mà. Mà cũng tò mò quá. Không, mình phải tìm mấy thằng kia. Ở đây có gì không? Chắc chạm kim cương coi. Không chạm. Trời ơi, phim này hay ghê luôn á các bạn ơi. Trời ơi, mà ngồi đây nãy giờ là không biết là tụi kia cái thằng chắc có dính bẫy chưa ta. Chắc cho Kubo vậy thù. Nghe rồi. Trời ơi, nó dính bẫy rồi. Thôi chạy ra chỗ khác, không thôi nó biết mình ở đây nữa. Chạy ra chỗ khác thôi các bạn ơi. Nghe tiếng nổ là dính bẫy rồi. Chạy lại. Kiếm chỗ. Thấy rồi nha. Chạy ơi, chạy nhanh quá cũng không thấy gì luôn. Đừng ngâu. Ôi vậy hả? Vậy ta chia cho mày đi luôn. Ok. Mày đi. Ấy ba. Cái tên nhờ.
con chạy khác. À không, cái về xem coi nó chán chưa, nó không muốn đi tìm nó chưa nữa. Để xem coi. Rồi. Đi. Ôi da, trời sao cứ chạy. Không muốn chơi nữa, chán quá. Đây. Không muốn chơi nữa hả? Đây, không sao. Leo. Dạ, không chơi nữa nhưng bắt là không tính nha, không tính. Không có tính. Ăn. Ủa, con gà sẽ nách đâu rồi? Biến nó mất tiêu rồi trời. Ủa, đâu rồi ta? Không biết nó đâu luôn trời. Trời ơi, nó chạy ra đi chơi luôn rồi á. Ủa gì vậy? Hello. Ở đâu? Nó trốn dưới đây vậy? Trời luôn. Trời luôn, trốn liềm kiểu gì? Ây à, cái gì vậy? Tránh ra chúng ta coi. Ào. Ủa, chết luôn rồi. Chạy luôn rồi. Ngồi luôn. Tình đi kia chạy đâu rồi? Cho là người trốn lâu nhất, cho nên là người sẽ là người tiếp theo đi tìm. What the hell? Tôi là người trốn lâu nhất mà. Thì trốn lâu nhất chúng mới là người đi tìm tiếp theo đó. Trốn đi, mày đánh ấm mặt vô. Chúng ngồi đếm 10 giây đi. Còn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đếm cây đi. Chạy. Được rồi. Mình đã thiết kế ra một cái chỗ này nè các bạn. Nhìn nó giống như nhà tù đúng không? Nhưng mà thực ra không phải. Đây không phải là nhà tù, mà đây chính là cái chỗ cái lồng của mình để tránh xa với những sinh vật bên ngoài. Mình tại vì á, mình sẽ gọi là làm cái hàng rào này có điện các bạn ơi, mà gọi là điện của gọi là của sấm các bạn. Đó, cho nên là nó rất là mạnh. Ai đụng vô là coi như là giật luôn nè. Từ ngoài bây giờ cái này nó chưa có điện đâu. Bây giờ mình phải chạy một vòng để tạo nguồn điện ra thì nó mới có điện được. Hãy xem đây. Hãy chờ. Đó, đánh xét vô quá trời luôn kìa các bạn ơi. Rồi chưa? Nè. Thôi đánh quậy. Đi chờ nè. Rồi bây giờ mình chỉ cần đi vô. Ok, bây giờ ngồi xem TV thôi. 9, 10, xong rồi. Bây giờ đến lượt tao đi tìm nè. Tụi bay có trốn lần trời cũng không thoát được tao đâu. Let's go, cho đi tôi gặp gì gì. Ây da, mất rồi. Ây da, mất tiếp rồi. Let's go. Trời ơi, phim này vui quá. Đúng là phim của mình. Hello. Mày núp ở đây là chết mày rồi con. Mày tưởng tao Sonic là không có thể tìm ra bạn hả? Nhìn tôi nè, let's go. Ây da. Ây da. Trời. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Thấy mình ghê chưa? Đó, người ta gọi là sức mạnh của ốc sên siêu tốc các bạn ơi. Ngồi nói cái gì tiếp. Đâu rồi? Ôi. Ê, ây da. Ê, tôi vô đường sống chết luôn. Trời ơi, đồ ngu thiệt chứ. Ngồi xem TV tiếp. Mày tưởng mày nhấp trong này là không có bắt được cả ngang gọi sao mà bắt được bạn? Làm sao? Thấy gì không? Ủa, đâu lại. Ôi, mày làm được gì lắm? Ôi, sợ gì? Trời, không nổ luôn các bạn ơi. Trời, hàng đầu trắng vậy. Ở đâu? Trời ơi, gì có tưởng thấy nó còn gì không? Hãy cho chúng bóng lửa. Ôi. Mở cửa ra. Ủa, tính ăn này hàng dèo sắt mà bóng lửa chi nó cũng đâu có làm được gì đâu. Đồ ngu. Blaster. Blaster là gì? Trời ơi, cái này laser mà trời. Ôi, mày mà bắn laser không có tiến được luôn. Ôi. Bắn sao được, sao mà bắn được. Cái nữa, súng bắn tên lửa. Wow, cái gì ơi? Blaster, cái gì ơi? Ôi. Ủa, nhưng mà cũng đâu có tiến được. Tao còn một vũ khí quyết định nữa. Đó chính là máy khoan sinh học của Sonic. Rồi, cái máy khoan. Ê, đừng. Bình tĩnh. Khoan kiểu gì vậy trời? Tức quá đi. Ôi, kìa. Ôi trời. Ghê quá. Trời ơi, ghê thiệt sự luôn á. Thôi chắc kiểu này nó chịu, nó tức quá, nó không chịu được rồi. Để mình đi ra ngoài coi. Đập cái này ra. Cái này ra sao trời. Thôi tính ra mình cũng kẹt đây luôn á. Ào, mình có chiêu chạy ra mà. Ấy chà. Ôi dạ. Oh no. Mình lỡ phá hơi nhiều. Thôi đi về xem kia như thế nào rồi. Eo. Alo. Ủa đâu mất tiêu rồi. Rồi đâu rồi ta. Hello cái gì? Ôi không, ê quá. Chạy quá. Ui dồi, chạy lẹ, trời ơi là trời. Cái thằng kia nó bị điên rồi, cái thằng kia nó bị điên rồi. Ê.
Gì vậy? Ủa, cái mấy nhà nè. Con này nó nói hả? Ở đâu? Tụi con gà này nó nói chứ hết hồn mà. Trời ơi, gì lên vậy? Thôi mà chơi. Bây giờ là thằng con gà tôi nít tua rồi, ngu quá. Trời ơi, chơi không lại mà. Mà bây giờ đi bắn lượm. Ê, không chơi đó. Được rồi, coi như là tua rồi, vậy là xong luôn. Thôi, được rồi, bây giờ mình đi nghỉ xíu. Trả thù sao? Đi nghỉ xíu, không chơi nữa nha. Ok. Ê, cái thằng kia. Mày. Gì? Mày được không á? Mày. Ui kìa. Ê à, đừng có bông nữa. Coi. Tiếc rồi. Trời ơi, nó còn bắt mình đi tìm nữa bạn ơi. Mệt tiệt luôn á. Thôi được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trốn hơi nhanh đó, trốn tìm siêu tốc độ đó. Được rồi, để mình đi tìm luôn. Đâu rồi ta? À, ăn tô gà kia, ăn tô gà tao nít kia. Vô đây. Sao hả? Vô đây. Ôi đau quá vậy. Ôi trời ơi, đau quá. Điều của ốc sên là muối, nên tôi đã bất cứ là nhiều muối ở đây. Muối này, ăn không? Này làm sao mà vô được trời? Trời tay. À đâu? Xung quanh nhà nó toàn muối luôn, sao tôi vô? Trời ơi là trời. Có gì vô trời? Cách nào đi vô không ta? Cây tư nhờ. Mày sao? À, ui da, đau quá. Bây giờ làm sao ta? Tức rồi cái thằng này á. Mày giật. Được rồi, mình đã có cách rồi. Lên căn nhà này. Ok. Đó, sẽ chết với tôi. Lên đây. Nhảy lên. Lên đây. Nhảy lên đây cái nữa. À đây, có chỗ rồi nè. Được rồi. Mình sẽ gọi là làm một phát thiệt là nhanh. Để bay qua cái nhà nóc nhà của nó xong rồi đập nó luôn. Hãy xem đây. Ây da. Thằng đó chỉ có hai chỗ trốn thôi. Một là cái căn nhà nó hồi nãy thì hết rồi, mà còn một chỗ nữa hồi nãy nó trốn mà chưa tìm ra được cậu này. Mày không hớt được bao con trai. Bye bye. Mày hả con? Nghĩ trốn dễ vậy được hả? Mình đã nhớ rằng là nó có còn cái lẩu trốn ở cái lẩu này mà. Thôi đi tìm thằng còn lại coi, đâu người ta khó tìm vậy. Ủa sao chỗ này có nhiều con bò vậy trời? Ủa sao chỗ này đắm bò vậy? Hơi kỳ. Sao mình thấy con bò này mắt nó to hơn mấy con bò khác vậy? Mà con bò này còn đứng yên, nó có nhìn chằm chằm vào cái chỗ nào? Hay là nó nhìn hướng này? Chỗ này không có gì hết, làm gì có cái gì? Alo, mày chỉ tao đường đi mày. Thôi, để đi lên gặp tụi nó xem tụi nó sao rồi. Thật quá, không chơi nữa, không có chơi nữa. Không chơi nữa, kì vậy? Không chơi nữa, ăn vàng. Ôi, cái ông ăn vàng gì luôn á trời. Không ăn vàng gì luôn á trời. Tiên trốn chỗ kỳ kỳ xong kêu người ta ăn vàng. No. Ê, tô gà sao nó kìa. Trời ơi là trời. Bây giờ hả, tôi thắng rồi, vô giờ được cái phần quà gì không? Tất nhiên là được rồi. Hồi nãy nó biết cái chơi sao nó thắng không? Nó ở đúc trong cái lồng có điện. Xong rồi tôi tức quá nè. Tôi Ôi ơi. Vậy thì mình thắng rồi, mấy tụi kia cay quá rồi. Thì ok các bạn ơi, nói chung thì video của mình cũng kết thúc. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like nè, một nút đăng ký, còn nút chia sẻ nha các bạn ơi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Thằng ta tao gà sẽ nít khung rồi. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi
chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.